Đến Bắc Kạn bạn nhất định phải thưởng thức các món bánh cuốn và lạp sườn ở đây. Bắc Kạn nổi tiếng với cuốn bánh, bánh cuốn nóng nhân thịt, ăn vào buổi sáng, ăn với nước canh xương hầm, rất ngon, ăn kèm với mấy miếng lạp sườn được làm tự tay làm của các người dân ở thành phố Bắc Kạn, rất là tuyệt vời, giá cả cũng rất hợp lý, các bạn hãy đến và thưởng thức nhé.